Là ổ chim sẻ sẻ có hai con nha. Con mẹ đang đi tìm thức ăn rồi. Wow, ba con luôn. Hay quá. Ba con chim sẻ luôn. Ba con chim sẻ sẻ gần biết bay rồi nha. Rồi, thả nó vào. Rồi cho con chim mẹ nó tìm mồi cho ăn. Con chim mẹ đang nằm ngoài đang đợi thức ăn cho con nha. Bên đây còn một tổ nữa nha các bạn. Ngay góc đó là còn một tổ nữa. Tổ chim ở đây một tổ nè. Ở đây một tổ nữa nè. Hai tổ chim nha. Trước cửa nhà hai bên mỗi bên một tổ.